Thưa cộng đồng mạng, mọi người chắc đang thắc mắc em làm cái quái gì mà nhịp tim của em đập chậm hơn người bình thường, chỉ đập tới 48 nhịp trên phút. Đó là nhịp tim bình thường của em. Còn khi em tĩnh tâm thì nhịp tim của em đập dưới 30 nhịp trên phút. Bởi vì em không thích ăn thịt động vật. Cơ thể của em thật ra nó được xây dựng bởi những cái thành phần sạch, đa phần không phải từ thịt. Nhưng mà nếu mà cho em ăn thịt, em ăn rất là ghê. Nhưng mà em ăn vào thì em sẽ bị tàn phai nhan sắc của em. Như là em sẽ bị nổi mụn, em sẽ bị sẹo rỗ này kia đó. Em sợ lắm á. Rồi với lại cơ thể của em sẽ rất là khó chịu. Thì hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái món ăn mà em rất là thích, bữa giờ em chưa ăn. Đó là kim chi má em mới gửi. Má em phải nói có khả năng làm kim chi mà ngon nhất Hàn Quốc. Chỉ còn thiếu một cái nữa thôi, ở Việt Nam không có bán, chính là nhân sâm để trộn vô trong cái kim chi cho cái vị kim chi thơm nhân sâm. Thì em mới sáng tạo ra được một cái kim chi mới, kim chi mật ong. Thưa quý vị, em khuyên là mọi người nên ăn mật ong đường, đừng nên ăn mật ong rừng. Bởi vì mật ong rừng á, 1 lít nó tới 1 triệu đồng. Mật ong rừng á, 1 lít chỉ có 150 thôi. Mật ong đường, nhưng mà người ta nuôi con ong này, còn con ong rừng không ai nuôi nó hết trơn á. Nó làm ra cái mật nó cực lắm, khổ lắm. Nó phải đi tìm nhường từng cái nhụy hoa ở trong tự nhiên về để nó làm ra một cái tổ ong như vậy. Và thường á, người ta thấy người ta sẽ phá cái tổ của nó để lấy ong, lấy mật của nó và hủy hoại thiên nhiên là như vậy. Em thì không làm được như vậy. Và đây chính là cái kim chi mà em nói, kim chi ngon nhất Hàn Quốc. Em thích ăn kim chi củ cải nhất. Nhiều khi em thấy buồn má em lắm, bởi vì cứ làm trái ý em hoài. Nghĩa là em muốn cứu thiên nhiên động vật nhưng má em không ủng hộ. Má em muốn em sống như một người bình thường, nhưng em lại muốn sống như một tiên. Bởi vì cơ thể của em cũng giống, không giống như người thường. Đây, em ăn lần kim chi như đây. Bây giờ ở đây có mì cấu đỏ, anh chị nói em có nên ăn mì này không? Thật sự em rất muốn ăn, nhưng mà trong này nó có chút bảo quản, em chỉ cần ăn là cái mặt em banh. Ở đây em có mấy loại mì, mì này là mì thiên nhiên luôn á nha, cũng rất là ngon. Em rất thích ăn kim chi với mì, nhưng mà phải là mì tự làm bằng tay á. Nếu không có thì em sẽ ăn kim chi với cháo. Em nghĩ ra những cách bá đạo nhất để ăn kim chi. Bây giờ cháo này em sẽ đổ một ít vô trong kim chi. Kim chi cháo đậu đỏ nha. Thật ra những cái món em ăn đó không có giống như con người ăn đâu ạ. Ăn giống như là chó ăn vậy đó. Em trộn đồ ăn cho chó mà sao em ăn giống vậy. Nói chung là những cái món mà không ai ngờ đến, mà nó phải là cực kỳ sập, nó phải cực kỳ là thiên nhiên. Nó giống như hồi sáng này em cho chó em ăn cơm với đậu bi, ăn em trộn với cà chua, nấu cơm mà trộn với tùm lum hết trái cây vô cho nó, với gan gà. Đây. Rồi, đây là món kim chi có 102 cộng với cái cách pha chế đồ ăn của em bá đạo. Chuẩn bị ăn. Mấy con chó này cho nó ăn uống đầy đủ, bởi vì cho nó đi bơi, nó đi giúp em xuống sông phụ em này kia. Vài bữa em dạy cho nó đi nhặt rác nữa, mà nó nhặt rác dưới sông nữa. Mà giờ thấy con này thì có 3 chân à nè, nó mà đeo theo bao rác nữa sao nó chịu nổi.
Giờ có mình nó ba chân, còn con này con nít, giờ tự nhiên bắt thằng nít đeo bao rác cũng tội. Nó cho ăn uống đầy đủ để đi làm nhiệm vụ, vừa phụ bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật. Nhiều người bắt trước em làm mà làm không có tới, sao thấy tàn bị bóc phốt không à. Bởi vì em mới làm á. Giống như người ta bắt trước em bảo vệ môi trường, nhặt rác dưới biển, thì người ta cũng tạo cái cơ hội đó người ta chuộc lợi. Rồi làm được năm 2019 giờ em thấy chị đó banh rồi, bị kiện tụng tùm lum hết. Nói chung là con người thì không ai thoát khỏi tham sân si đó. Nên muốn làm được việc như em phải là thuần khiết và phải là không có bị gì vướng vấp vô cái nghiệp con cái vợ chồng này kia. Chứ người có vợ có chồng thì cuộc sống của mình đâu phải là của mình nữa, phải chia sẻ, phải san sẻ này kia. Còn em thì khác, gia đình của em không ủng hộ em, nhưng mà em cũng không sống thuộc về gia đình của mình. Hiện tại là ở Sài Gòn đang mời em về đó, shop nhạc cụ Hoàng Piano nổi tiếng, để em làm việc. Nhưng mà em là không có chích ngừa Covid-19, em không có tiêm vaccine. Bởi vì sao? Bởi vì em khác người. Em có giờ bệnh tật đó, em tiêm vaccine làm gì? Em nhường vaccine cho mọi người đó, ai tiêm tiêm đi. Người em đã dị ứng với hóa chất sẵn rồi. Đấy, thử. Thiệt á, mấy món mà em quay lên là lần đầu tiên em ăn món mới. Rất muốn ăn mì kim chi mà cuối cùng phải ăn cháo kim chi vì sợ mì có hóa chất đây. Hậu à, siêu ngon luôn, siêu ngon. Món xếp xùi ô, delicious, ngon, 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 kinh khủng mọi người ơi.